cái ốc bà với cái mắt cũng như cục kích, bà với con mà dắt như cục kích hả? Với con tao hiền hậu thì tao thương, còn mày mày chửi mà quánh tao. Hiền hậu rồi sao bán đất lên đây người ta? Ủa? Mày có đánh tao mà mày nó đánh hoài vậy? Quánh chết mẹ, nó quánh rồi. Trời ơi. Quánh nó đạp bụng con hả? Trời ơi. Nó quánh thì dữ lắm. Mới đây luôn hả? Có hai mạng. Chúng đoạn rồi. Ui. Bà với con mà nát lắm. Thì con bá xuống gì giết tôi chết luôn đi. Cái gì nữa? Có thiệt. Dạ, Phong xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là Phong cùng với Liêm đi vô thăm bà Đặng. Thì vô thăm thì thấy có anh Lộc, anh đang ở nhà đây nè. Cũng anh không có làm gì quá. Thì ở nhà để cho bà Đặng bắt nuôi. Thì bây giờ sẽ vô trước tiên thăm bà Đặng đi. Còn tìm hiểu gì được bên anh Lộc nữa thì sẽ cập nhật đến quý cô chú anh chị. Rồi mời biết cô chú anh chị hãy vô cùng Phong nha. Rồi, vì vẫn đi mua sữa nè, để mua nước yến cho ngoại Đặng nha. Thì Phong xích số tiền của củ cơm đất ở Mỹ. Trời ơi, coi à. Hello anh Lộc, đang làm gì vậy? Hello. Ủa, cậu đâu hả? Chơi khẩu đâu luôn. Ủa, vậy mẹ có ở nhà không? Bà Đặng á? Có, ba trong nhà. Vô, yeah. Vô làm việc ba đi. Làm việc hả? Ừ. Vô xử ba hả? Ừ, xử ba luôn. Xử ba luôn. Ừ. Ủa, trời trời. Ủa hả? Hình như bữa nay còn là, bữa nay còn tết tây nữa. Tết tây 2-3 ngày nữa, dài đây sẽ đét mới còn làm. Hình như cỡ này là, nó nghỉ tới ba... Khoảng nghỉ khoảng 3 bữa nữa đó. Trời ơi, lúa thóc lúc này có gì đâu làm. Chắc vậy quá. Ít lúa lắm. Ít. Nghỉ tết tây nè. Trời ơi, cứ để đến Tết. Nó qua lâu rồi, quá 24 qua lâu. Để đến Tết còn nghỉ dài nè. Rồi đi vô với cùng Phong thăm bà Đặng nha. Bà Đặng ơi. Ngoại ơi. Ngoại. Ngoại ơi. Ủa đâu mất tiêu vậy? Chơi trong nhà, nằm giống á. Chán không? Bà Miên ơi. Bà gì? Kêu bằng gì? Bà Miên kêu bà Miên chứ gì? À kêu bà Miên hả? Trời ơi. Đó, bà đem cho. Vô kêu bả coi mày sủa hoài. Đi vô. Nè con đi vô kêu bả đi. Nè lên. Quá rồi, nguyên một đội luôn rồi. Bữa nay lớn dữ rồi hen. Ủa? Dạ, chào ngoại. Dạ, thôi ra ngoài đi hả ngoại ha. Ra ngoài đây ngồi đi cho khỏe, mát. Bữa nay mát rồi nè. Này lâu quá không vô. Rồi, có ghế nào không? Ừ, lấy ghế đi. Trời ơi, chắc tao bẻ răng mày quá. Chó này màu lớn chưa? Ừ. Bữa nay có đem quà vô ngoại nè, lâu quá không ghé nè. Trời, cái câu này nghe quen quá ta. Cậu mới qua hả? Thì con đi với anh Phong qua nè. Dạ. Ông ngoại luôn. Thấy ở bên xe lát hả? Dạ. Thấy hàng này làm sao? Dạ. Nè ngoại, nhận quà cái đi. Dạ. Củ cũng đắt cho đó. Dạ. Nhớ bà không? Nhớ rồi. Nhớ ha, bà chị đó ha. Dạ. Bà chị cũng đắt. Ừ. Ồ, dảnh lên rồi. Trời ơi. Nữa. Dạ. Con ơi. Đây. Thôi kệ, đừng có đánh đó. Con không có thích mà ai đánh đó. Đây. Này lớn quá ngoại, con chó ha. Ừ. Có nhịn ăn cho nó ăn không mà nó hả mà nó mèo lớn quá vậy? Đi kiếm mấy thằng cặn gì cho nó ăn đó. Vậy hả? Nó ăn vậy. Nó ăn nó mau lớn mập ha. Ừ. Mà bữa nay thấy ốm nha. Ốm rồi đó. Đau quá. À. Xanh xao rồi đó, xanh xao như tàu lá chuối rồi. Ừ. Hết đẹp rồi. Ừ, thiệt luôn mà. Mấy bữa trước vô cũng còn cái gì nó đẹp lão, bữa nay là thấy kỳ rồi đó nha. Ủa nè,
mấy bữa nay bệnh sao vậy? Bệnh. Bệnh gì? Bệnh đau trong vòng cổ á. Đau vòng cổ? Là do làm sao vậy? Chữ người ta đau hay là làm sao? Không có, đau. Ủa chứ kỳ vậy ta? Ăn có bị mắc xương không? Không. Viêm phế quản. Phế quản? Ờ, viêm phế quản. Đâu phải khí quản đâu. Dạ. Chó, chó à. Ủa ngoại đang ngủ hay vậy? Ngủ. Uống nước không? Con mở ra cho ngoại uống miếng. Không, để dành. Sao hả? Cứ việc uống. Uống đi nha. Ừ, mở ra làm chai đi. Cộng chai, chung chai, cộng chai. Hai ngày mới uống cà phê rồi. Ừ. Mở được không? Con mở giùm cho. Mở đi, con mở đi. Vậy ha. Ừ. Rồi con đang mặc một cục, con lú lú vô kì chết luôn à. Vậy là hổm rồi là ngoại cũng khỏe ha. Bệnh cháu khỏe đâu, khỏe không khỏe, đi rồi đó, đi chơi rồi đó. Đi đâu? Đi tính đi ra ngoài chỗ bán tâm quốc. Chứ vậy? Dùm quốc. Chứ vậy? À, có chú Minh Tăng đồ đó đó. Vậy hả? Ờ. Minh Tăng kêu ngoại ngoại hả? Ờ. Đây. Không có mời ngoại. Nhà chú đâu lâu. Có chừng, có chừng, có chừng. Trời ơi! Sủ hoài. Quen mà. Ờ bắt về bển nuôi luôn á. Lòng sát gạt. Ông nuôi bắt con nuôi đi. Bắt là bắt hết rồi. Không có lần cho nó sủa. Liêm bữa nay thấy bà ngoại sao Liêm? Sủ sắc. Hết đẹp rồi phải không? Hết đẹp. Ủa bữa nay có quần của ai nữa vậy? Sao quần lọc. Hả? Quần của thằng lọc. Sao quần ngoại nhóc trơn rồi không dạ, không mặc đi? Hả? Bạn nói là dài dài rồi giải này ấm ha, bị lạnh. À lạnh ha. Người mấy bữa nay á. Đi nó chơi nó bỏ nó không bận á, mà tiếc quá bận. Nè ngoại. Dạ. Lâu lắm rồi con không vô á. Có dạ. Có chuyện gì vui kể con nghe coi. Đâu có gì đâu. Cũng trong cậu qua, sao cậu hôm qua người ta nói cậu mất mần nhà. Dạ. Ừ. Còn Lộc nó nói ha. À, nhắc vợ nó thôi bà ơi, nó hết thương con rồi, thôi đi con, nó chia tay rồi. À, ngoại biết hả? Ừ, nó mới nói. À. Nói là con hết duyên với nó rồi, nó chia tay con rồi. Thôi để ngoại nói chuyện đi mà, ngoại, ngoại. Đó. Đó, thì vậy là ngoại biết hết trơn ha. Ừ, nó nói. Rồi ngoại có khuyên gì không? Có cháu nói à, sao con ở nó à. Kệ ở nó đi con, nó nói nó không có thương con. Nó không có thương con. Mà nó tiền không có thương nó. Đi à, cứ... Nó trời tự nhiên sao mà hạ tâm dữ vậy? À cứ đi về nhà hoài à. Trời. Cứ về nhà nó hoài à. Ừ, tại sao mà quen mà nó đi... Rồi vô được không? Cái lông miệng của bà là bằng cục tức bà lớn vậy nè. Thôi. À, cục tức vậy. Bà bán nhà, bà với con bà bán nhà bán cửa, tôi làm ai tôi không có chỗ sao sao đây đâu chưa. Chồng họ lý ba đời đâu có sinh ai ngày xuống xuống các bạn đâu. Bà đi sinh người má, bà đi sinh người má, bà đi sinh người ba, bà đi sinh. Ông ta không có ăn ta đói thì người ta sinh chứ. Thì bởi vậy nó mới như vậy. Cái đó là nó là sự thật. Chứ hồi nào không có phá cái gì chứ. Cái ốc bà với cái mắt là cũng như cục tức, bà với con mà dắt. Ờ, như cục tức hả? Bà bán nhà, bán cửa này kia, mắc hết trơn, người lấy chị đâu. Bán đâu? Đây thằng ở. Bà bán mà tôi 300 triệu rồi. Bán mà đó là nó thiệt luôn chứ không. Ôi. Có mà ghét bỏ, không có là cái gì mà. Tao bán mà tao nắm giờ là mấy ông lớn tao. Bây giờ không mình cái đó. Thù hận hay là nó có cái khía cạnh gì chứ. Cái đó là nói bằng sự thật. Tao bán sao tao được ở nhà. Cái nhà của tao ai ở nhà chủ nhà và ở ngoài đường nhìn nhà không được. À, ta già rồi ta ở nhà nói như là không có cái gì mình để mắc khúc con là cũng như có cái gì mình để thù quán cái gì khía cạnh đây chứ đó là bắt đầu sự thật. Mà bây giờ mình đã sống với mẹ rồi sao nói chuyện kỳ vậy? Đâu có cái nhà bây giờ là cái chứ là đuổi với mặt đuổi mà ở mày là mày bị đuổi tao đâu có đuổi tao là chủ nhà bởi vì được cái ông thanh tra ông nói người chủ nhà thôi. Người nào ở nhà là chủ nhà còn ở ngoài đường dành nhà không được.
à, trong nhà bao nhiêu người bán mà chừa ra một người không bán là mình còn nhà. Chừng nào bằng lòng bán hết mới hết. Cái tao đuổi mày hả? Ngoại. Sao nhà của người ta mà đuổi người bán rồi lấy tiền cái chơi. Nhà của mày ai lấy? Ngoại. Bà với con bà chơi. Thôi đừng có cãi chuyện đó nữa. Người ta thương mình người ta cho mình ở. Bán cho tao được ở. Thôi người ta thương ta cho mày ở mà. Thôi đừng có la nữa nha. Bán rồi mà nhưng người ta cũng như người ta cho ở. Ừ người ta thương. Ai cho ở? Ta chịu thua thắng người ta mới cho ở chứ. Ta không thua thắng người ta cho ở à. Thôi không có nói hơn thua. Hình như dân nó trả một tháng là 1 triệu bạc mà hình như nó trả được 5 tháng hay gì đó. Nghe ngoại. Tại em chủ nhà em nói. Mình á mình được người ta trả được 5 tháng là 5 triệu. Mình được người ta cho ở á thì thôi đừng có động tới nữa. Mình đừng có nói xấu nha. Nha. Ở nhà mà mở ba cách người ta xây lầu lên nữa chứ đừng nói. Thì đó bây giờ nè đừng có nói tới nữa. Bây giờ bà với con bà nói chuyện gì đó. Thì đó vậy nha. Vậy con tao hiền hậu thì tao thương, còn mày mày chửi mà quánh tao. Hiền hậu mà sao bán đất lên đây người ta. Nữa. Ơi. Mày có đánh đâu mà ngoại nó đánh hoài vậy. Quánh chết mẹ nó quánh rồi. Trời ơi. Quánh nó đạp bụng con mẹ. Trời ơi. Nó quánh từ dữ lắm. Mới đây luôn á hả? Chúng ừ. Ui. Bà với con mà nát á. Thì con bắt xuống dìa giết tôi chết luôn đi. Cái gì nữa? Có thiệt. Gì? Đó, bà nói có thiệt. Ra mày chửi tao tao giận. Tao mới nói xấu mày, tao nói con tao còn muốn giết mà bữa tao giết mày chết ta, tao thấy thương tao không giết. Thấy chưa? Đó thì đúng. Tao nói cho mày sợ. Đã ảnh khờ rồi mà ngoại nói cụ đó nữa là ảnh sẽ đâu có suy nghĩ đơn giản đâu. Đưa đây. Thì nói cái đó là cái điểm chính. Đó là nói vậy là cũng rất tốt. Còn con nó không cho ăn chứ không bao giờ nó chửi hay gì nó nấu nhà có hiếu. Còn cái thằng này nó chửi tôi dữ lắm. Vậy là nói chung là có. Nó bắt buộc tôi phải nói thằng con tôi á thì tôi sinh trong nhà thương á, một tháng là nuôi rồi chị tôi nuôi chứ không phải đẻ. Này đây có mình mà nó con đẻ à. Còn mấy đứa kia cũng không phải con nữa, cho con nhỏ kia nó lên mạng nó hỏi con của má hay là má có nhìn con không đó. Thằng này là nó ác lắm. Thôi nè, con của mình mà nó đã về đây với mình rồi mà cứ rủa xả nhỏ hoài. Một ngày nào nó cũng chửi mấy giác. Vậy hả? Ừ, chửi nó quánh. Trời ơi, đứa với mẹ mà còn kiểu đó rồi, hỏi mà cái người ngoài sao chịu nổi với ổng. Nhưng mà nè, hôm nay là có đánh ngoài nữa không? Mới đánh hồi hôm với thầy sáng này nè. Trời là trời. Có không ngoại? Hả? Có không? Có, nó khùng nó đánh à, khùng nó đánh à. Ở vậy con nói thiệt luôn á. Trời ơi, sao nghe nói này con thấy cũng hết lo cho ngoại rồi đó nha. Ngoại nè. Ngoại ốm quá. Nhưng mà trước tiên á là bà ngoại có chữ có la có nói gì nọ không? Không có chửi mà nói là mày á, mày không âm mần. Ta mần có được cái gì đó dành mà ăn. Ừ. Mày sách mày láng mày cho anh ta hết trơn à. Mày sách nó cho. Cái đó là lo ha, lo cho con chứ đâu phải chữ con phải không? Ừ, đó rồi. Ôi. Trộm vô coi. Bà còn cái chuyện của tiền đó là bà không có quyền gì bà nói hết trơn. Tại vì người ta với bà nó không có dính dấp gì hết. Ở thêm mẹ ạ. Thêm mẹ ở. Chuyện của bà là chuyện bà còn tôi ở với nó ở không là cái chuyện không có dính dấp gì bà chứ bà không nói hết trơn. Mẹ ở là mẹ ở cái gì? Bà không có quyền nói chống tại vì bà không có được cái nói chung là không có được 100 gram hay kg nhờ ha, 1-2 gram gì ở chổng không có cái gì hết á. Nãy giờ bà không có nói chuyện người ta được. Nhưng mà bây giờ anh đã sống với mẹ rồi thì thôi phải tôn trọng mẹ đi. Mẹ chút xíu đi anh Lộc. Thôi tôi về đây tôi cũng nhà cửa đâu phải ở cái ké đâu. Nhưng mà đúng, mẹ cũng đang nuôi anh rồi cũng đi xin đồ ăn về cho anh rồi cơm nước cho anh mà. Thôi tôi không ăn. Nữa. Không ăn rồi anh ăn gì? Nhận số ngoại thiệt tình chứ không hiểu ngoại luôn rồi đó luôn rồi, tới tuổi già luôn rồi mà vợ hả con bước. Cái cũng hả nó không có có thương hả ngoại hả nó không có thương hả ngoại giờ cái nồi giống ở đâu giờ bán lấy tôi nó lấy tôi 300 triệu cũng gạt đúng 300 triệu đúng rồi đó chỗ đâu mà tôi chỗ đâu mà tôi xây xảo tôi vậy là anh cũng vậy là ảnh cũng còn nhớ cái vụ mà 300 triệu đâu có nói với cháu vũ ha tôi giao 115 triệu à cái cháu vũ nó 15 triệu 300 mới đủ tiền nhà cái giờ cũng trả đủ rồi cái sao làm bằng khoáng là vô khẩu khẩu nè con út nó đứng tên cái nhà này nè chồng nó đứng tên nè thằng Quy đứng tên hai vợ chồng út cũng đứng tên trong nhà nữa được ông ngoại cái đó bây giờ nó ngu không biết làm sao nó sợ sao không biết nó kêu nó bán thằng này kêu bán nè
Thôi con hiểu hết rồi, mấy cái đó mình không có nên nói nữa. Tại vì cũng là thứ nhất nè, chủ nhà, chủ đất người ta cho mình ở, mình không có động tới nè. Thứ hai nữa đó là con cái của mình cũng không có nên nói nữa. Tôi bán ai nhà tôi còn, nhà ta trả cách cho tôi ở. Lên mạng đàng hoàng, tôi không có ở đậu ai hết á. Ai có mua tôi có quà giải với tôi chưa? Có bắt tôi ký to nãy địa chính tôi bán nhà tôi chưa? Im, đừng nói nữa nha. Mình nói nhiều lần lắm rồi, người ta nghe, người ta cũng hơi bị ngán rồi đó. Không có nói được nha. Tôi đi tới quan lớn nhiều lần rồi, nói tôi khờ dại quá hà nhà. Thôi. Mà tôi mua từ cát đá xi măng tôi lót. Thôi. Bây giờ nó cứ nói nhà người ta không à. Thôi nhà mà. Nhà người ta sao nó bán. Thôi mà, đừng có suy nghĩ nữa. Thật là tôi không cho này ở thôi nè. Đừng có suy nghĩ nữa. Để mà mình hả được mình đầu óc thoải mái đi nha. Để mà mình được sống thọ, sống dai nha. Lo giết ốm yếu rồi hả mang da dẻ để nhăn nheo đó không có nói được nha. Biết rồi. Dạ con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Uống nhiều đi ngoại, uống không em lấy cho con trai nè. Thôi thôi dùng hả. Đâu rồi đâu có đi đi đâu có gì đâu thì ba chắc nói chuyện ba dắt gọn cho ba có nói ba có biết nói gì đâu. Rồi, hôm nay không biết nhập những cái đồng mới nhất gửi đến quý vị.